Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 526. Thần Đạo Đan Tôn chương 5263, làm cho người ta tuyệt vọng. Ha ha, ngươi còn muốn tay không tiếp đế binh. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Đại đế sao? Khôi hài. Trương Ngữ cười lạnh, đây là không biết lượng sức hay cảm thấy bản thân quá mạnh. Ngươi đi chết. Trời ơi. Trương Ngữ nhìn thẳng, hắn há to miệng không nói thành lời. Mẹ nó, hắn nhìn thấy cái gì? Đế binh, hải thần kích thế mà bị Lăng Hàn cầm. Đây là ảo giác sao? Đúng đúng đúng, chắc chắn là thế. Lăng Hàn dùng ảo thuật mê hoặc hắn trước khi chết, cho nên chỉ cần qua một lúc, gia hỏa này chết và ảo thuật mất đi. À, tại sao lại như vậy? Khóe miệng Trương Ngữ co giật, khí tức chuẩn đế bàng bạc, đột nhiên hắn lấy lại tinh thần. Đây không phải ảo giác, căn bản chính là ác mộng. Ngươi, ngươi, tại sao có thể như vậy? Giọng nói của hắn run rẩy. Có thể không dọa người sao, tay không tiếp đế binh, cũng chỉ có đại đế mới có thể làm được. Lăng Hàn cười nói, mọi thứ đều có khả năng. Đây là câu trả lời sao? Con ngươi của Trương Ngữ đảo một vòng, hắn quả quyết bỏ đế binh, xoay người chạy. Không có việc gì, không có biện pháp thao túng, không ai có thể khống chế đế binh, mà chỉ cần triệu hoán một cái, đế binh sẽ tự động trở về. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa động thì dừng bước. Lăng Hàn, tê, tại sao tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trương Ngữ cự tuyệt tin tưởng. Đây chắc chắn là ảo giác, ta khẳng định còn ở trong ảo giác. Có thể làm chuẩn đế hoài nghi nhân sinh như thế, chỉ riêng thành tích này cũng đủ làm Lăng Hàn kiêu ngạo. Lăng Hàn cười ha ha, kỳ thật ngươi đã biết rõ đáp án, chỉ không tin tưởng mà thôi. Trương Ngữ chấn định lại, dù sao cũng là chuẩn đế, con của đại đế, trải qua vô số thời kỳ, sao có thể không có chút định lực. Ngươi trở thành đại đế. Hắn cắn răng, trong lòng đầy hâm mộ và ghen ghét. Lăng Hàn cười một tiếng, giữa thiên địa có tân, đế ra đời, trong vũ trụ sẽ có dị tượng xuất hiện, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trương Ngữ cũng biết rõ điểm ấy, cho nên mới không nguyện ý tin tưởng. Đúng vậy, trong vũ trụ cũng không có dị tượng xuất hiện, mà hắn là chuẩn đế, cũng có thể biết rõ, thiên địa đại đạo vẫn chưa chứng nhận. Như vậy, Lăng Hàn tuyệt đối không có thành đế. Cũng không thành đế, tại sao ngươi trâu bò như thế? Ta mới vừa mới bước vào chuẩn đế. Lăng Hàn cười nói, hảo tâm giải khai đáp án cho Trương Ngữ. Trương Ngữ sợ hãi không nhỏ. Hắn biết rõ Lăng Hàn yêu nghiệt, thời điểm ở Thánh Nhân đã nắm giữ chiến lực ngang hàng chuẩn đế. Nhưng mà, chuẩn đế trung quy chỉ là chuẩn đế, không thể so sánh với đại đế chân chính. Cho nên, hắn cũng tin tưởng vững chắc, cho dù Lăng Hàn thành tựu chuẩn đế, hắn cũng có thể quét ngang cấp bậc chuẩn đế, nhưng hắn cũng kém đại đế rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn biết mình sai. Tên yêu nghiệt này dù bước vào chuẩn đế cũng có thể tiếp tục yêu nghiệt. Chuẩn đế lại nắm giữ chiến lực đại đế. Tay không đón đỡ đế binh đã là chứng minh tốt nhất. Trời, đối thủ như vậy đã làm hắn tuyệt vọng. Tốt, ngươi có di ngôn nào không? Lăng Hàn rất quan tâm hỏi. Trương Ngữ cắn răng, hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Song phương lập trường bất đồng, hoàn toàn không có khả năng hòa giải. Ngươi đừng đắc ý, dù ngươi nắm giữ chiến lực đại đế, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của các vị đại đế. Ta ở âm phủ chờ ngươi. Lăng Hàn thở dài, đáng tiếc đại đế sau khi chết không vào âm phủ, nếu không, ta cũng có thể đưa các ngươi đoàn viên. Hắn phát động lực lượng, oanh, xung kích đáng sợ đánh chết Trương Ngữ ngay lập tức. Hả? Lăng Hàn phát hiện, Trương Ngữ sau khi chết, thiên địa đại đạo cũng không dao động. Theo lý thuyết, chuẩn đế cũng nắm giữ một tia quy tắc cửu tinh, cho nên chuẩn đế hóa đạo cũng tạo thành thiên địa quy tắc nhiễu loạn. Trừ phi, bọn họ cũng giống những chuẩn đế trong vực sâu nguyên thủy, cũng không có nắm giữ quy tắc cửu tinh. Khác biệt ở chỗ, đế tử sa đọa còn có đế nguyên, nhưng đám gia hỏa bên trong vực sâu nguyên thủy lại yếu tới mức không có gì. Lăng Hàn tiện tay ném thi thể Trương Ngữ sang một bên, bị lực lượng của hắn công kích. Chuẩn đế cũng không thể giữ lại được thi thể hoàn chỉnh, khi hắn ném đi cũng lập tức biến thành hạt ánh sáng, phiêu tán trong tinh không. Thạch đầu nhân hiếu kỳ, nó đuổi theo những hạt này. Lăng Hàn cũng không để ý, hắn bắt đầu tìm kiếm vị trí tứ nguyên tinh. À, không ở gần đây. Lăng Hàn kinh ngạc, thần thức của hắn hiện tại cường đại cỡ nào, một ý niệm cũng có thể bao phủ rất xa. Nhưng mà,
khắp nơi không có bóng dáng Tứ Nguyên Tinh. Chẳng lẽ đám người Trương Ngữ khẳng định không có tới chơi mà là đi tìm vị trí của đám người nữ hoàng, cho nên đám người Đinh Thụ cũng thu Tứ Nguyên Tinh và chạy đi nơi khác. Hắn nhíu mày, muốn định vị tinh cầu dễ dàng, nhưng mà muốn tìm người chỉ định trong vũ trụ to lớn. Việc này quá khó khăn, hắn cũng không thể nào làm được. Hơn nữa, bá chủ nguyên thế giới không thể bị thôi diễn, cho nên độ khó cũng gia tăng. Cho nên, sau khi chờ thật lâu, chờ tới khi Tứ Nguyên Tinh bị thả ra khỏi cơ thể, Lăng Hàn có thể lập tức cảm ứng được. Bởi vì trên Tứ Nguyên Tinh có ấn ký hắn lưu lại, Lăng Hàn ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ quy tắc. Ở trong đầu của hắn có một sợi dây nhỏ như cọng tóc. Đây chính là quy tắc cửu tinh. Mặc dù rất mỏng manh nhưng bởi vì có nó tồn tại, chiến lực của Lăng Hàn hiện tại đã tăng mạnh. Cấp thứ 7. Hiện tại chuẩn đế nắm lấy đế binh đánh hắn, hắn cũng có thể trấn áp dễ dàng bởi vì hắn đã vượt qua cấp thứ 8, nắm giữ thực lực nghiền ép đế binh. Nói cách khác, hiện tại cho dù đối mặt với tuyệt địa chi chủ, Lăng Hàn cũng không lâm vào hạ phong, thậm chí hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, cho dù là tuyệt địa chi chủ cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, nếu tuyệt địa chi chủ khôi phục tới trạng thái tốt nhất, Lăng Hàn vẫn không địch nổi. Nhưng mà, thứ nhất, những đại đế sa đọa vốn không có bao nhiêu lần thức tỉnh chiến lực. Thứ hai, bọn họ mỗi khi thức tỉnh một lần đều cần thôn phệ đại lượng sinh mệnh tinh khí, nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ đã bị âm phủ hóa, làm sao có sinh mệnh tinh khí để thôn phệ. Lăng Hàn ước gì bọn họ thức tỉnh, như thế, sau vài lần như vậy, tuyệt địa chi chủ sẽ bị mài chết. 3 năm sau, bỗng nhiên hắn đứng lên, Tứ Nguyên Tinh xuất hiện. Lăng Hàn nhấc lấy thạch đầu nhân, dưới chân hắn xuất hiện con đường màu vàng thẳng tắp. Xèo, hắn cất bước tiến lên. Lăng Hàn đã xuất hiện trên không Tứ Nguyên Tinh. Oanh, oanh, oanh. Ba đạo khí tức vô cùng cường hoành đánh tới, chỉ thấy Đa Gia Phật, Tiên Dưỡng Hạo ba vị chuẩn đế đã giết tới. Thạch đầu nhân vừa thấy thế đã gào to, ha ha, lại có thể đánh nhau. Xoát, Lăng Hàn thấy thế vội vàng vươn tay nắm lấy thạch đầu nhân, cũng ném nó vào trong tinh không. Đây chính là Tứ Nguyên Tinh, nếu như bị gia hỏa này ra tay đánh nhau, toàn bộ tinh cầu sẽ sụp đổ. Lăng Hàn, ba người Đa Gia Phật hô lớn, mới trôi qua một ít năm, Lăng Hàn đã trở lại rồi. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5264, đến gặp Thường Gia. Lăng Hàn cười một tiếng, ta trở về. Trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy đám người hầu ca, nữ hoàng đã lao tới, bọn họ cực kỳ kích động. Vừa rồi là, Tiên Dưỡng Hạo hỏi, thạch đầu nhân cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh. Ta mang về từ vực sâu nguyên thủy. Lăng Hàn nói, sau đó vẫy tay, thạch đầu nhân đã xuất hiện trên tinh không Tứ Nguyên Tinh. Không dám cho nó tiến vào Tứ Nguyên Tinh, bởi vì gia hỏa này quá nặng. Ở trong vực sâu nguyên thủy cũng không quan trọng, ngược lại kết cấu thiên địa nơi đó vững chắc. Nhưng, mà, nơi này không giống, toàn bộ tinh cầu cũng không thể chứa nổi trọng lượng của nó. Như vậy, cho đại gia hỏa này đứng trên Tứ Nguyên Tinh có bị nó đè nát hay không? Chuẩn đế, Hạ Hậu Bình hỏi, mặc dù hắn đã có đáp án. Lăng Hàn gật đầu. Ê, tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới Lăng Hàn đi ra ngoài một chuyến lại lừa gạt trở về một vị chuẩn đế. Ngươi thì sao? Tất cả mọi người càng quan tâm thực lực của Lăng Hàn. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Lăng Hàn cười nói. Ánh mắt mọi người hưng phấn, Lăng Hàn cuối cùng thành chuẩn đế, ý nghĩa bọn họ có tư cách đại chiến chính diện với tuyệt địa chi chủ. Ngươi có thể ngang hàng đại đế không? Đa Gia Phật nói, hắn cũng có phần khẩn trương. Dù sao, kỳ vọng càng lớn, cũng sợ hãi thất vọng càng lớn. Lăng Hàn cười cười, chúng ta đi về trước, từ từ nói, tình huống hơi phức tạp. Hắn bảo thạch đầu nhân lưu lại trong tinh không, tuyệt đối không thể xuống, sau đó, mọi người đi lên Tứ Nguyên Tinh. Hắn bắt đầu nói những việc mấy năm qua. Mọi người nghe, tất cả đều khẩn trương, thì ra Lăng Hàn trải qua nhiều nguy hiểm như thế. Sau khi Lăng Hàn nói hắn nhìn thấy đấu chiến Thánh Hoàng, Hầu Ca vô cùng kích động, hắn không ngừng lộn nhào. Hầu Ca vẫn suy đoán lão Tổ Tông không chết, nhưng chung quy chỉ là suy đoán, bây giờ được Lăng Hàn chính miệng chứng thực, hắn cũng có thể an tâm. Lại nói đến lão thần thú thời kỳ Hồng Hoang, tất cả mọi người kinh ngạc, suy đoán liên tục. Lão thần thú này là tồn tại gì?
vì cái gì xưa nay thần thú đều hóa đạo, hắn vẫn sống. Ngươi nói, ở bên trong vực sâu nguyên thủy, chúng ta còn có cơ hội thành đế. Đa Gia Phật và hai chuẩn đế đều kích động. Bọn họ đã tranh đế vị một lần, theo lý mà nói, bọn họ có sống thêm đời thứ hai cũng mất đi tư cách tranh đoạt. Thế nhưng mà, có ai không muốn thành đế? Cho nên, biết được ở vực sâu nguyên thủy có cơ hội thành đế, những chuẩn đế này rất kích động. Lăng Hàn gật đầu, nhưng phải đi tới hòn đảo hạch tâm kia, trên đường đi nguy hiểm trùng điệp. Hắn nắm giữ chiến lực đế cấp cũng suýt vẫn lạc. Đáng giá thử một lần, ba vị chuẩn đế đều nói. Bọn họ thà rằng chết trên đường trùng kích đế vị cũng không muốn sống tầm thường vô vị. Đồng dạng, đám người Đinh Thụ vô cùng mừng rỡ, bởi vì so với Lăng Hàn, bọn họ căn bản không có khả năng vượt qua, đời này thành tựu tối cao cũng chỉ là chuẩn đế. Nhưng mà, bọn họ hiện tại đều có cơ hội thành đế, hơn nữa không là đại đế bình thường, thậm chí có thể bước vào cấp thứ tư, cấp thứ ba, thậm chí cao hơn. Lăng Hàn quyết định, chờ giải quyết xong vấn đề tuyệt địa, hắn sẽ mang theo chuẩn đế bên người giết vào vực sâu nguyên thủy, xung kích đế vị. Đương nhiên, không thành chuẩn đế cũng không cần đi mạo hiểm. Dù sao, muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện trong vực sâu nguyên thủy quá khó khăn, động một chút sẽ làm cho đại đế vẫn lạc. Tiểu Hàn tử, kế tiếp có nên đi tuyệt địa trang bức hay không? Đại Hắc Cẩu hưng phấn chân chính. Bởi vì Trương Ngữ đã chết, cho nên tuyệt địa bên kia cũng không biết rõ Lăng Hàn đã bước vào chuẩn đế, cũng nắm giữ chiến lực đại đế. Cho nên, đây là cơ hội trang bức tốt nhất. Lăng Hàn sạm mặt lại, ngươi không biết nói câu nào tốt hơn sao? Đường đường đại đế là bá chủ một thời đại, chẳng lẽ còn phải trang bức? Diễu Võ Dương Oai, quả nhiên Đại Hắc Cẩu đổi một từ. Ngươi là chó cậy thế chủ, Lăng Hàn nhổ nước bọt nói. Đây là châm chọc, nhưng mà Đại Hắc Cẩu hoàn toàn không ngại. Nó không phải là con chó sao? Lăng Hàn thở dài, nói, chẳng phải đám gia hỏa kia tìm ta hay sao? Tốt, chúng ta sẽ đưa lên tận cửa. Những năm qua, đám đế tử Sa Đọa Trương Ngữ liên tục tìm kiếm tứ nguyên tinh, dù không tìm được Lăng Hàn, cũng muốn dùng đám người nữ hoàng uy hiếp Lăng Hàn. Còn tốt, có đám người Đinh Thụ. Ở đây, có thể mang theo tinh cầu chạy trốn, lại có ba vị Đa Gia Phật bảo hộ, tự vệ hay vẫn không khó. Dù sao cũng là chuẩn đế, một lòng muốn chạy, cho dù là đại đế cũng phải bố trí thủ đoạn mới bắt được. Lần này đi tuyệt địa chính là trang bức, cho nên đám người nữ hoàng, Chỉ Mộng Hàm cũng lười đi. Như Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long sẽ đi, Hầu Ca không tham gia náo nhiệt, hắn muốn bế quan tu luyện. Mau chóng tu đến thánh nhân cửu tinh, đột phá chuẩn đế, khi đó có thể đi vực sâu nguyên thủy gặp lão tổ tông. Thế là, Lăng Hàn liền mang theo Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long, lại thêm Thạch Đầu Nhân, một nhóm bốn người tiến vào vũ trụ bị âm phủ hóa. Hiện tại hắn có chiến lực đại đế, kim quang đại đạo trải rộng ra, lại thêm phượng dực thiên tường, hắn mất gần nửa ngày đã đi tới hạch tâm vũ trụ. Nơi này, khắp nơi là tinh cầu tịch diệt, nơi này âm u đầy tử khí. Lăng Hàn gật đầu, đối ứng với yếu tố tử vong, nhưng mà đây chỉ là chi nhánh của yếu tố tử vong, không có khả năng dựa vào thứ này nắm giữ yếu tố tử vong. Nói cứng, đây là yếu tố tử vong diễn hóa, gọi là quy tắc tử vong thì đúng hơn. Dương gian đối ứng chính là quy tắc sinh mệnh. Muốn định vị một tinh cầu đầy tử khí tại nơi này quá khó khăn, nếu tìm tinh cầu sinh mệnh lại dễ dàng. Thường ra, hậu duệ của tứ phương đại đế nắm giữ tinh võng là thế lực giàu nhất trong vũ trụ, không có thứ hai. Lăng Hàn chọn mục tiêu thứ nhất chính là Thường Gia, nguyên nhân là vì tinh võng. Hắn muốn thu phục tinh võng. Trước ba người xuất hiện tinh cầu màu vàng, cũng chỉ có tinh cầu này tỏa ra khí tức sinh mệnh, tinh cầu xung quanh đều âm u tử khí. Chúng ta đi. Đại Hắc Cẩu kích thích nói, nó đang chờ đợi trang bức. Bọn họ cất bước, Thạch Đầu Nhân cũng nghĩ theo sau, lại bị Lăng Hàn ngăn lại. Đại Thạch, ngươi chờ ở đây. Nếu Thạch Đầu Nhân cũng đáp xuống, tinh cầu Thường Gia sẽ vỡ nát và biến mất. Ân, kỳ thật Thạch Đầu Nhân có công dụng lớn nhất không phải đập người hay sao? Hiu hiu hiu, ba người phá vỡ phòng ngự bên ngoài tinh cầu, cũng đáp xuống đất. Nơi này, cảnh tượng ca múa thái bình, không có bị âm phủ ảnh hưởng. Ánh mắt Lăng Hàn bắn ra hàn quang mãnh liệt, nghĩ đến toàn bộ người chết oan trong tinh không, hắn có xúc động đánh vỡ bầu trời để khí tức âm phủ tràn vào, từ đó biến nơi này thành tử tinh. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com.
Thần Đạo Đan Tôn chương 5265, trang bức. Đi cùng cẩu ra, đại hắc cẩu vẩy song chảo, nó đi ở trước nhất, cũng giải thích rõ câu chó cậy thế chủ. Ách, câu thành ngữ này được miêu tả rất chính xác. Lại nhìn đồ lót sắt lấp lánh, chỉ có hai từ bỉ ổi để hình dung, làm cho Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long không đành lòng nhìn. Quá cay mắt, ba người tiến lên, nghênh ngang nhắm thẳng vào tổ địa thường gia. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, chỉ một lúc đã tới nơi. Đó là vì đại hắc cẩu cố ý đi chậm rãi, làm nền cho nó trang bức. Ban đầu, tổ địa của đế tộc đều có đế trận bảo vệ, nhưng bây giờ, đế trận của thường gia cũng không vận chuyển. Bình thường không ai dám xông loạn vào đế tộc, huống chi là hiện tại tinh không chẳng có người sống. Lại nói, đại đế thường gia còn sống, còn cần đế trận sao? Nhưng không có đế trận bảo vệ, cũng không đại biểu ai cũng có thể vào tổ địa. Nơi này có người thủ vệ, người bình thường ra vào cũng bị thẩm tra nghiêm khắc, nhưng mà tộc nhân hạch tâm thường ra vào tự nhiên, cũng không ai hỏi tới. Đại hắc cẩu làm bộ đi tới, một con chó xuất hiện ở đây đã vô cùng cổ quái, dù sao yêu thú tu đến tiên đồ sẽ biến thành hình người, khi đó càng phù hợp thiên địa đại đạo. Nhưng con chó này còn mặc đồ lót sắt lấp lánh, nó rêu rao như thế làm người ta phải ghé mắt nhìn. Trong thời gian ngắn, mọi người bị đại hắc cẩu hấp dẫn ánh mắt. Đối mặt những ánh mắt quái dị này, đại hắc cẩu chẳng những không có nửa điểm khó chịu, nó hưng phấn nói, mở to đôi mắt ngu xuẩn của các ngươi chiêm ngưỡng thần linh của các ngươi đi. Ha ha, một con chó hoang cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, bắt lại, ban đêm ăn thịt chó. Một người lập tức cười nói đi tới, hắn bắt lấy đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nổi giận, ngươi không thấy ta trang bức hay sao? Dám tháo đài của cẩu ra, ăn thịt chó cái đầu của ngươi. Nó đá một cước, xèo. Người kia bị đá bay lên bầu trời như vì sao. Cái này, lớn mật, dám hành hung. Người xung quanh đều nổi giận. Đây là tổ địa thường gia, người nơi này cơ bản đều là người thường gia, chút ít cũng là tôi tớ hoặc hậu đại của tôi tớ. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn nhất trí. Cẩn thận, yêu cầu này có thực lực bất phàm. Có lão giả trầm giọng nói, tê, ngài không nắm chắc bắt lấy hay sao? Người xung quanh nghe được, ai nấy cũng hít khí lạnh. Lão giả này tên là Thường Kiếm Vân, chính là Hóa Linh Chân Quân, là tu vi cao nhất trong bọn họ. Bởi vậy, Thường Kiếm Vân cũng nói đại hắc cẩu thực lực không yếu, tự nhiên cũng làm mọi người chấn kinh. Ta tới thử một lần. Một nam tử mặc trang phục đen đi tới. Thường Nhược Hà, chân ngã cảnh. Thường Kiếm Vân gật đầu, Nhược Hà, ngươi đi thử thực lực của nó, không thể chủ quan. Tuân mệnh. Thường Nhược Hà gật đầu, sau đó xông thẳng về phía đại hắc cẩu. Oanh, hắn không chút do dự phóng thích toàn bộ thực lực của mình. Đại hắc cẩu giả ra dáng vẻ như lâm đại địch, sau đó nói, lại xuất động cường giả chân ngã cảnh tới đối phó cẩu gia, các ngươi thật thận trọng, biết rõ ra lợi hại. Nhìn thấy đại hắc cẩu như thế, người Thường Nhược Hà thở ra. Xem ra, đối phương cũng chỉ là chân ngã cảnh, cho nên mới cẩn thận khẩn trương như thế. Đến, hắn hét lớn một tiếng, sau đó xông thẳng về phía đại hắc cẩu. Sợ ngươi sao? Đại hắc cẩu cũng gào lên, nó lao về phía Thường Nhược Hà. Bành bành bành, một người một chó đánh với nhau, cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Hừ, không biết con chó hoang tới từ đâu, chỉ là chân ngã cảnh cũng dám làm càn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng yên tâm. Thì ra, đại hắc cẩu cũng chỉ như thế, đúng là suýt nữa bị nó dọa chết. Tiện cẩu, nhanh chóng từ bỏ chống lại, có thể tha mạng chó của ngươi. Thường Nhược Hà cũng yên tâm, hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Phốc, đúng là mạng chó. Ha ha, rất hình tượng. Tất cả mọi người cười lớn, cho dù là Thường Nhược Hà cũng bật cười, không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu lại quá chuẩn. Đại hắc cẩu kêu to, tức chết cẩu gia, xem ra, cẩu gia nhất định phải nổi giận. Hừ, ngươi nổi giận thì thế nào? Thường Nhược Hà từ tốn nói. Xem bá thế kỳ công của cẩu gia, tam sinh tam thế vô địch thần trảo. Đại hắc cẩu giả vờ giả vịt, sau đó đá ra một cước. Bành, một cước đá Thường Nhược Hà bay lên trời như ngôi sao nhỏ. Đại hắc cẩu đặt mông ngồi xuống và thở hổn hển, lại ép bổn tọa dùng tới kỳ công, làm hại cẩu gia nguyên khí đại thương, ít đi vài chục năm thọ nguyên. Đám người Thường gia nhìn nhau, bọn họ cảm thấy khó hiểu. Trên lý trí, bọn họ sẽ không tin đại hắc cẩu, kỳ công gì có thể có lực bộc phát lớn như thế. Nhưng mà, đại hắc cẩu diễn kỹ quá chân thật, bọn họ lại muốn tin tưởng.
Thường Kiếm Vân không thể không đứng ra, trong những người ở đây, hắn có tu vi cao nhất, hắn không xuất thủ, chẳng lẽ còn bắt người khác làm pháo hôi. Lại nói, đây chính là tổ địa Thường gia, một tiện cẩu cũng dám diễu võ dương oai. Chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới trấn áp. Cho nên, hắn chỉ cần chống đỡ tràng diện, kéo dài một ít thời gian là đủ. Ngươi là ai? Thường Kiếm Vân quát Đại Hắc Cẩu. Ngươi không nhận biết cẩu gia? Đại Hắc Cẩu chỉ chính mình. Gia chính là tổ vương mạnh nhất vạn cổ, Hắc Đế. Thường Kiếm Vân tức giận, lời này rõ ràng đang đùa bỡn chính mình. Có ngươi trang bức như vậy sao? Đại Đế, ta nhổ vào. Thì ra là trang bức cẩu. Hắn khinh thường nói. Trang bức cẩu. Đại Hắc Cẩu che ngực, nó bất hạnh trúng chiêu. Thân là giống chó, chẳng lẽ lại là cái tội hay sao? Nhân loại ngu xuẩn, lại sáng tạo ra từ ngữ ác độc như vậy, cẩu gia sẽ làm ác ma ngươi trả giá. Đại Hắc Cẩu dương nanh múa vuốt. Trang bức cẩu, nạp mạng đi. Thường Kiếm Vân lập tức giết ra ngoài. Đại Hắc Cẩu lúc này có tâm tình chập chờn, nó xuất thủ 10 phần chắc chín. Oanh, hắn xuất ra một trường, thực lực hóa linh chân quân bộc phát, quy tắc ẩn hiện. Thật là lợi hại, cẩu gia lại phát kỳ chiêu. Đại Hắc Cẩu gào lên. Xem thập thiên thập kiếp bá thiên cước của cẩu gia. Bành. Đại Hắc Cẩu đá một chiêu liêu âm thối, đá thẳng vào hạ bộ của Thường Kiếm Vân. Âm thanh kia vang lên, mỗi người đều cảm thấy đau bi. Sắc mặt Thường Kiếm Vân biến thành trắng bệch, hai tay của hắn che lấy hạ bộ, hai cái đùi kẹp chặt lại. Sau khi hắn run run mấy lần liền nằm trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn chỉ có thể rên hừ hừ. Không phải không đau, mà là đau đến mức không thể kêu đau. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Đại Hắc Cẩu, tê, gia hỏa này đúng là quá đen. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5266 là đệ nhất vạn cổ. Mọi người nhìn thấy một mặt thiếu đạo đức của Đại Hắc Cẩu, cũng bởi vì thế mà không quan tâm tới việc nó một cước phế hóa linh chân quân. Thiếu đạo đức cẩu, tất cả mọi người quát lớn, con chó này quá độc ác, thế mà đá trứng của người ta, hơn nữa còn đá nát. Đại Hắc Cẩu cười lớn, nó chuyên môn làm chuyện buồn nôn như vậy. Hừ, ai dám làm càn ở đây? Một, giọng nói vang lên, chỉ thấy một người thanh niên đạp không đi tới. Hắn có vẻ ngoài khoảng 20 tuổi, không ngờ đã là giáo chủ, hắn đứng đó và tỏa ra khí thế như biển cả. Mọi người vội vàng hành lễ, bái kiến Kỳ thiếu. Người này tên là Mã Kiến Kỳ, cũng không phải là người nhà họ Thường, mà là hậu đại của tôi tớ Thường gia. Nhưng vì cái gì hắn nắm giữ địa vị như thế? Bởi vì lão tổ tông của Mã Kiến Kỳ rất phi phàm, mặc dù là xuất thân tôi tớ, nhưng thiên phú võ đạo kinh người, hắn đã đột phá trở thành thánh nhân. Thánh nhân đấy, ở trong đế tộc nào cũng nhận được lễ ngộ cao nhất. Cho nên, lão tổ tông Mã gia này cũng từ nô bộc biến thành khách khanh của Thường gia, mà Mã gia nhất hệ cũng từ tôi tớ biến thành gia tướng, địa vị cao thẳng. Mặc dù địa vị của Mã Kiến Kỳ không thể so sánh với đế tử, nhưng so với người Thường gia bình thường lại cao hơn không chỉ một chút. Hiện tại, Mã Kiến Kỳ đến, hắn là giáo chủ, chẳng lẽ còn không thể giải quyết tiện cẩu hay sao? Mã Kiến Kỳ vô cùng ngạo mạn, hắn hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, thản nhiên nói, quỳ xuống. Dương thông đầu, miệng của ngươi thật tiện. Đại Hắc Cẩu móc lỗ mũi. Giải thích từ thông đầu nghĩa là hành tây, từ dương ở đây là nước ngoài. Hết giải thích. Tất cả mọi người đều khịt mũi. Cái miệng của ngươi tiện bao nhiêu, hiện tại còn nói người khác tiện. Vốn muốn thu ngươi làm yêu sủng, nhưng ngươi đang tự tìm cái chết. Mã Kiến Kỳ nói, hắn từ trước đến nay không phải người có tính tình tốt. Hắn khác với đế tử dự bị của đế tộc, mặc dù trong thực chất rất cao ngạo, coi thường người trong thiên hạ, nhưng mà thời điểm liên hệ với người khác đều ân cần và hài hòa. Đây là hàm dưỡng, nhưng mà Mã Kiến Kỳ không có hàm dưỡng như thế bởi vì hắn cảm thấy dối trá. Hắn đã cao quý như vậy, tại sao phải ấm áp như gió xuân với người đê tiện? Chết đi! Mã Kiến Kỳ xuất thủ tấn công Đại Hắc Cẩu. Giáo chủ đã tới, cẩu gia nhất định phải lấy ra tuyệt chiêu áp đáy hòm. Đại Hắc Cẩu quát lớn, xem thương sinh phong hoa cước của cẩu gia. Bành! Nó lại đá một cước, sắc mặt Mã Kiến Kỳ biến thành màu trắng bệch, hắn vô lực té lăn trên đất, thân thể cong như con tôm luộc. Trứng đã bể nát, vô cùng đau đớn. Hóa! Tất cả mọi người cảm thấy khóe miệng co giật,
đại hắc cẩu này có bao nhiêu tuyệt chiêu. Nếu người tới là tôn giả, chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng thiên sinh thập thế chảo hay sao? Rất rõ ràng, tu vi của tiện cẩu này mạnh hơn giáo chủ, nếu không, nó làm sao có thể dễ dàng đá nát trắng của giáo chủ. Trang bức cẩu, đúng là trang bức cẩu, rất biết trang bức. Nhưng mà, ít nhất cũng có thực lực tôn giả, cần trang bức trước mặt những tiểu nhân vật chúng ta hay không? Phẩm cách trang bức quá thấp, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng khám phá ra diện mạo thật của đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu nghe thấy nhưng không quan tâm, nó chỉ hưởng thụ quá trình trang bức, chính mình sảng khoái là được rồi, mặc kệ người ta nói. Ai, cần gì chứ? Nó vỗ đầu của Mã Kiến Kỳ. Cẩu gia nói với ngươi, gia chính là đại đế mạnh nhất vạn cổ, ngươi còn dám xuất thủ với gia, chẳng phải ngươi đang tự tìm đau khổ hay sao? Mã Kiến Kỳ hiện tại đau đớn tới mức không nói thành lời, trán đổ mồ hôi lạnh như mưa, căn bản vô lực nói chuyện, chỉ có thể nghe đại hắc cẩu lải nhải liên miên. Ngươi quá ức hiếp người, không thấy trắng của người ta bể nát rồi sao? Hơn nữa còn bị ngươi đá nát, tại sao còn mở miệng đả kích? Lại nói, bên trong tổ địa thường gia cũng có động tĩnh. Hưu hưu hưu, lần này có mấy bóng người bay ra. Lúc nhìn thấy đại hắc cẩu, những người này hít khí lạnh. Tiện thánh, khốn kiếp, đại hắc cẩu khó chịu, cái gì tiện thánh? Các ngươi có biết nói chuyện hay không? Cẩu gia chính là tiện thánh đệ nhất vạn cổ. Phốc, người thường gia suýt phun, mau té xỉu. Bọn họ vốn cho rằng đại hắc cẩu sẽ bất mãn hai chữ tiện thánh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại ngại hai chữ tiện thánh còn chưa đủ tiện. T, tiện đến mức này, có thể nói xưa nay chưa từng có. Nhưng mà, con chó này là thánh nhân. Trời ạ, tại sao có thánh nhân đê tiện như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiện cẩu như thế cũng có thể tu thành thánh nhân, thiên địa không có mắt. Đại hắc cẩu cao ngạo, bảy người đi tới có một tên là thánh nhân, cho nên mới nhận ra nó. Nhưng mà, tên thánh nhân này chỉ là tam tinh, đại hắc cẩu thì sao? Ngũ tinh, chênh lệch quá xa, nó tự nhiên không có đặt người này vào mắt. Lão tiểu tử, xưng tên ra, đại hắc cẩu nói. Ta phong hào thất nguyên, thánh nhân thường ra nói. Đi, gọi lão bất tử đại đế của các ngươi ra đây, cẩu gia có lời muốn nói với hắn. Đại hắc cẩu bắt đầu trang bức. Đại đế, bá chủ một thời đại, đó là uy thế cỡ nào? Đối với đế tộc mà nói, đại đế chính là kiêu ngạo vô thượng của bọn họ, cũng khắc sâu vào xương, vào máu, không cho phép có chút khinh nhờn. Đối với thường gia mà nói, tứ phương đại đế vẫn chưa hóa đạo, tuyên cổ trường tồn, tự nhiên càng làm bọn họ xem như thần minh. Thần minh, không cho phép khinh nhờn. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người giận dữ, đằng đằng sát khí, muốn liều mạng với đại hắc cẩu. Thất nguyên thánh nhân không tiếp tục nói với đại hắc cẩu, hắn tìm kiếm khắp nơi. Theo tư liệu hắn biết, mặc dù đại hắc cẩu miệng tiện nhưng tham sống sợ chết, cho nên nó tuyệt không có khả năng đi chịu chết. Quả nhiên, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, hắn cũng định vị được Lăng Hàn. Trước đó Lăng Hàn vẫn thu liễm khí tức, hắn vô cùng bình thường, cho nên dù là thất nguyên thánh nhân cũng không thể liếc mắt phát hiện ngay được. Lăng Hàn, hắn kêu lên, trong giọng nói mang theo run rẩy. Thánh nhân mạnh nhất lịch sử, không giống với đại hắc cẩu nổi danh nhiều vào. Đê tiện, Lăng Hàn có danh hào mạnh nhất là dựa vào thực lực, có 102 cổ kim. Đương nhiên, trong lời đồn, Lăng Hàn ngang hàng với chuẩn đế, điểm ấy thất nguyên thánh nhân không tin tưởng. Ha ha, làm sao có thể? Hắn cũng là thánh nhân, chẳng lẽ không biết thánh nhân kém xa chuẩn đế đến mức nào hay sao? Nếu đúng là như vậy, chỉ có thể nói là do thổi phồng. Thì ra là thánh nhân mạnh nhất lịch sử giá lâm, tha thứ thường gia ta không có từ xa tiếp đón. Thất nguyên thánh nhân không kiêu ngạo không tự tin nói, nhưng hắn đã phát ra tin tức cho người bên trong. Lăng Hàn là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, điểm ấy hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên không có thánh nhân nào trong tộc có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng mà, Thường Thính Kiếm, con của đại đế, đương đương chuẩn đế, chẳng lẽ còn không thể trấn áp nổi một tên thánh nhân sao? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5267, trứng nát. Lăng Hàn cũng không nói lời nào. Thất nguyên thánh nhân lộ ra vẻ mặt giận dữ. Lăng Hàn, mặc dù ngươi là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, nhưng không cảm thấy quá phách lối sao? Lăng Hàn phất phất tay, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện cùng ta. Đại hắc cẩu tiếp lời,
Lão tiểu tử, ngươi không có tư cách nói chuyện cùng với tiểu hàn tử, cút xuống đi. Đột nhiên nó giận dữ và nói với Lăng Hàn. Tiểu hàn tử, ý của ngươi là, cẩu gia không bằng ngươi sao? Lăng Hàn giang tay ra, đây chính là tự ngươi nói, không có quan hệ gì với ta. Móa, cẩu gia cắn chết ngươi. Đại hắc cẩu đánh tới. Nhìn một người một chó ta một quyền ngươi một chảo, người thường ra đều ngây người. Các ngươi, là đến đùa giỡn sao? Nhưng đây chính là thường gia. Các ngươi, đủ chưa? Sau đó Thất Nguyên Thánh Nhân cắn răng nói, hắn cảm thấy đây là nhục nhã lớn nhất của thường gia. Lão tiểu, tử, ngươi muốn ăn đòn sao? Đại hắc cẩu tung người một cái, nó đã tới trước mặt Thất Nguyên Thánh Nhân và đánh ra một chảo. Thất Nguyên Thánh Nhân chỉ kiêng kỵ Lăng Hàn, cho nên hắn cũng không sợ tiện thánh, lúc này hắn xuất trưởng đánh tới. Xem ra cho ngươi biết cái gì gọi là biết điều. Đại hắc cẩu đá một cước liêu âm thối, đá vào giữa hai chân Thất Nguyên Thánh Nhân. Nhưng mà, dù sao Thất Nguyên Thánh Nhân cũng là thánh nhân, cho dù đại hắc cẩu mạnh hơn hắn hai tiểu cảnh giới cũng không có khả năng yếu đến mức bị nó đá trúng. Lão thánh nhân vội vàng dùng hai tay phòng bị, bành, một chiêu liêu âm thối đá hắn bay ra xa. Ầm, Thất Nguyên Thánh Nhân bị đá bay ra ngoài. Tất cả mọi người há hốc mồm, đây chính là Thất Nguyên Thánh Nhân, là tồn tại gần như vô địch trong suy nghĩ của bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cước đá bay ra xa. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, Thất Nguyên Thánh Nhân đã đạp không bay trở về, nhưng hai cánh tay của hắn đã biến hình. Thánh nhân khó giết, nhưng thánh nhân cấp thấp không có khả năng ngạnh kháng thánh nhân cao giai. Đại hắc cẩu chiến lực mạnh hơn thánh nhân cùng giai một bậc, huống chi còn mạnh hơn hai tiểu cảnh giới, Thất Nguyên Thánh Nhân còn ngạnh kháng với nó, đây chính là hành động tìm chết. Không có bị đánh chết, hai tay bị phế bỏ, đây đã là vận khí cực lớn. Sắc mặt lão thánh nhân cực kỳ khó coi, thế mà hắn bị tiện cẩu đánh bị thương, thật là mất mặt. Nhưng càng quan trọng hơn là, tiện cẩu này còn đá vào trứng của hắn. Đây mới là việc hắn không nhịn được. Nếu không phải hắn phòng bị kịp thời, có lẽ hắn chính là thánh nhân đầu tiên trong lịch sử bị đá nát trứng. Hắn có thể nhịn việc này hay sao? Làm sao có thể không giận? Tiện cẩu, hắn quát lớn, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Đại hắc cẩu duỗi một chân ra và nói, sai sai sai, là tiện thánh đệ nhất vạn cổ. Tuyệt đối không nên bỏ qua hai chữ vạn cổ. Mẹ nó, Thất Nguyên Thánh Nhân nổi giận gầm. Lên một tiếng, hắn lại lao tới chém giết với đại hắc cẩu. Lúc này, hắn biết mình thực lực không bằng đại hắc cẩu, hắn không dám công kích cận thân, mà là kéo dài khoảng cách phát động oanh tạc. Đại hắc cẩu hoàn toàn không có để ý, hắn chỉ tùy ý du đấu với đối phương. Lão tiểu tử, thực lực ngươi không được, tuổi rất cao, chẳng lẽ ngươi tu luyện trên thân heo hay sao? Ai ai ai, ngươi phẫn nộ làm gì, chẳng lẽ cảm thấy cẩu gia nói không đúng sao? Đại hắc cẩu vừa đánh vừa lải nhải không ngừng. Thất Nguyên Thánh Nhân ngay từ đầu còn đấu võ mồm với đại hắc cẩu, về sau hắn quyết định từ bỏ. Chiến đấu đã mệt mỏi, còn bảo hắn vắt hết óc để tìm từ mắng chửi, thậm chí xuất thủ cũng chậm hơn trước. Không có cách, đại hắc cẩu có năng lực mắng chiến quá tốt, căn bản không cần trải qua suy nghĩ, nhưng hắn thì khác. Phải nghiêm túc đáp lại, nhưng dù sao hắn cũng là thánh nhân, không có khả năng mắng chửi quá nhiều. Chiến được một lúc, thường gia lại có cường giả xuất hiện. Lần này châu bò hơn. Thường Vũ, thánh nhân cửu tinh. Không tính vực sâu nguyên thủy, thánh nhân trong đại thế giới đều rất ít, mà thánh nhân cửu tinh lại hiếm như Long Phượng và Sừng Lân, không tính ẩn thế không xuất hiện, có lẽ số lượng chỉ đạt hai bàn tay. Cho nên, Thường Vũ là thánh nhân cửu tinh rất châu bò. Dừng tay, hắn quát lớn. Thất Nguyên Thánh Nhân vội vàng lui trở lại, ở trước mặt thánh nhân cửu tinh, hắn chính là một tên tiểu bối. Đại hắc cẩu lười biếng, nói, không có gọi lão bất tử của các ngươi ra, đại đế người không ra người, quỷ không ra quỷ kia không chịu xuất hiện sao? Lớn mật, Thường Vũ hừ một tiếng, hắn xuất trưởng tấn công đại hắc cẩu. Nhưng mà bàn tay hắn vừa nâng lên, Lăng Hàn cũng xuất thủ, hắn vung tay hóa giải công kích của Thường Vũ. Lăng Hàn, Thường Vũ nhìn sang, hắn cau mày nói. Rất sớm đã nghe nói qua danh xưng thánh nhân mạnh nhất lịch sử, bản thánh thật sự đầy hoài nghi. Hắn thân là thánh nhân cửu tinh, hắn cực kỳ có quyền lên tiếng trong thánh nhân cảnh, cho nên hắn xuất phát từ bản thân, cho rằng thực lực Lăng Hàn khẳng định bị thổi phồng lên. Mạnh nhất lịch sử, ha ha, thật sự cho rằng có thể tùy tiện đeo trên người sao? Đại hắc cẩu ho khan một tiếng, tiểu hàn tử, đổi cho ngươi trang bức. Cho mời bức vương lóe sáng đăng tràng. Đột nhiên tiểu thanh long lên tiếng,
hai tên âm hiểm. Lăng Hàn thở dài, không thèm để ý hai người này. Hắn nói với Thường Vũ, đi thử một chút, ta sẽ hành hạ ngươi hoài nghi nhân sinh. Sách, nói đầy bá khí. Đại Hắc Cẩu bình luận. Nhưng mà, bức vị càng đậm. Tiểu Thanh Long cũng nói. Thường Vũ biến sắc, nhưng hắn là thánh nhân cửu tinh, lúc tuyệt địa chi chủ, con của đại đế còn chưa xuất thế, hắn là đại biểu cho quyền uy mạnh nhất. Hiện tại, hắn bị một đám tiểu tử yếu hơn trào phúng, hắn có thể không giận hay sao? Đạt tới hắn cấp độ như hắn, động một tí giết người, vạn vật thương sinh với hắn như sâu kiến, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tự tìm cái chết. Hắn xuất thủ lần nữa tấn công Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long. Lăng Hàn lắc đầu, hắn xuất ra một trường. Ngươi có thể ngăn cản ta hay sao? Thường Vũ cười lạnh, thực lực thánh nhân cửu tinh bộc phát một cách hoàn toàn. Bành! Lăng Hàn xuất ra một trường, Thường Vũ bị đánh lăn trên mặt đất. Cái gì? Trong thời gian ngắn, người nhà họ Thường kinh ngạc đến ngây người. Trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù đại đế vô địch, đế tử yêu nghiệt, nhưng trên thực tế, bọn họ cực kỳ quen thuộc với lão tổ tông này. Mấy chục vạn năm qua, vị lão tổ tông này vẫn tọa trấn Thường gia vững như bàn thạch. Cho nên, nhìn thấy Thường Vũ bị một bàn tay đánh bay, quả thật làm bọn họ hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể? Sau đó, bọn họ nhìn về phía Lăng Hàn. Bức vương, đây chính là bức vương. Trước đó tiện cầu mạnh mẽ xông tới và hấp dẫn đủ cừu hận, sau đó dẫn tới Thường Vũ xuất thủ, vốn cho rằng có thể quét ngang tất cả, kết quả thì sao? Một bàn tay đánh hắn ngã xuống quả nhiên bức vương, xáo lộ quá sâu. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh. Đúng, Đại Hắc Cẩu. Bành. Chỉ thấy Đại Hắc Cẩu lao tới trước mặt Thường Vũ, nó xuất cước đá vào giữa hai chân Thường Vũ. Ban đầu Thường Vũ đã hôn mê, nhưng trúng một cước này hắn cũng từ hôn mê tỉnh lại, trực tiếp ngồi nửa người, tóc trắng phơ như sắp nổ tung. Mẹ nó, quả nhiên là tiện thánh. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5268, Nhị Tổ Vô Địch. Người Thường gia giận dữ, quá ghê tởm. Mấy người ngoài chạy tới tổ địa Thường gia diễu võ dương oai, thậm chí còn đè đánh lão tổ tông của bọn họ. Đáng thương lão tổ tông, hắn bị đá tỉnh lại. Khẳng định, trứng đã bể nát, tiện cầu quá đen. Nhưng vấn đề là, lão tổ tông cũng bị đánh bại, bọn họ có thể làm gì? Nhị tổ, bọn họ đều kêu lên. Nhị tổ, Thường Thính Kiếm, chuẩn đế. Oanh, một đạo khí thế đáng sợ quét qua, quả nhiên, Thường Thính Kiếm xuất hiện. Hắn không thể không ra, trừ hắn ra, còn có ai có thể ngang hàng Lăng Hàn? Lăng Hàn, ngươi thật to gan lớn mật. Thường Thính Kiếm từ tốn nói, hắn tràn đầy tự tin. Đây chính là tổ địa Thường gia, tứ phương đại đế đang nằm khôi phục tại nơi này, cho nên, mặc kệ Lăng Hàn ngươi nắm giữ chiến lược chuẩn đế thì như thế nào. Tất nhiên cũng tự chui đầu vào lưới, cho nên hắn chỉ có con đường chết ha ha, lá gan của ta luôn rất lớn. Lăng Hàn không khách khí thừa nhận, nhưng mà, lần này ngươi tự tìm đường chết. Thường Thính Kiếm lập tức bồi thêm một câu. Ồ. Lăng Hàn lắc đầu, sau đó nhìn sang Đại Hắc Cẩu. Lúc này, ta nên trả lời thế nào mới có thể trang bức? T. Đại Hắc Cẩu hít khí lạnh, lộ ra thần thái chấn kinh. Đường đường bức vương, thế mà còn thỉnh giáo trang bức với cẩu gia. Như vậy mới trang bức mạnh hơn. Tiểu Thanh Long cũng gật đầu. Ai, hai người này? Thường Thính Kiếm giận dữ, hắn quát. Lăng Hàn, ngươi đã quên mất đây chính là tổ địa Thường gia ta, mà phụ thân ta. Còn sống? À, ngươi nhận quỷ thành phụ thân sao? Lăng Hàn kỳ quái nói. Ngươi không biết lão tử của ngươi đã sớm chết từ lâu rồi sao? Hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, nửa đêm đi ra ngoài khẳng định sẽ dọa người ta chết khiếp. Thường Thính Kiếm không thể kìm được, hắn thét dài một tiếng và xông lên chém giết với Lăng Hàn. Đại đế không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn giết tới gần, một chưởng như thiên đao. Lăng Hàn bật cười một tiếng, ngươi thật sự có dã tâm rất lớn, khai chiến ở đây không sợ đánh nát tinh cầu hay sao? Thường Thính Kiếm vừa mới ra tay đã thu trở lại. Nhưng mà, cưỡng ép thu chiêu trong trạng thái này sẽ tạo thành đả kích không nhỏ lên người hắn, ngực của hắn phập phồng, kém chút đã phun máu tươi ra ngoài. Hèn hạ, vô sỉ, rất bỉ ổi. Đám người Thường ra giận điên người, bọn họ tự nhiên nhìn thấy,
Thường Thính kiếm cưỡng ép thu hồi công kích đã nhận bao nhiêu đả kích. Quả nhiên tiện thánh, cả hai đều là thế. Thường Thính kiếm áp chế xúc động xuất thủ, hắn điềm nhiên nói, lên trời cao đánh một trận. Vì cái gì ta phải nghe ngươi? Lăng Hàn cười nói. Nói giỡn, ta đến đập phá quán, lên trời, ta đập thế nào? Cái này, đạo lý thật tốt. Giống như hắn đi tới Tứ Nguyên Tinh khai chiến với Lăng Hàn, hắn cố kỵ cái gì hay sao? Hắn sẽ không, tại sao bây giờ giống hắn cầu Lăng Hàn như thế? Nhưng mà, chuẩn đế quá mạnh, cho dù đại đế xuất thủ cũng không có khả năng đánh bại hắn trong một chiêu, như vậy, chỉ cần có chút chấn động cũng dễ dàng phá hủy một tinh cầu. Cái này, ngươi cũng biết điểm ấy, cho nên mới dám tới đây, từ đó tứ phương đại đế sợ ném chuột vỡ bình sao? Lăng Hàn, ta cho rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới lại là kẻ hèn hạ như thế. Hừ, cái gì thánh nhân mạnh nhất lịch sử có tiếng không có miếng? Thường Thính kiếm dùng phép khích tướng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ngươi nói không sai một chút nào, ta cũng không phải thánh nhân mạnh nhất lịch sử. Ồ, tất cả mọi người im lặng, ngươi đều không biết xấu hổ như vậy, đúng là tiện vô địch. Nhưng Lăng Hàn nói tiếp, ta chính là đại đế mạnh nhất lịch sử. Khốn kiếp. Mọi người cảm thấy khóe miệng co giật, hắn và đại hắc cẩu đều là một khuôn khắc gia hay sao? Đều không biết xấu hổ tới cực hạn. Ngươi xem, mọi người còn tưởng rằng hắn khiêm tốn không phải là thánh nhân mạnh nhất lịch sử, kết quả người ta ra mặt dày đến mức tự xưng đại đế mạnh nhất lịch sử. Đối mặt loại người này, mở miệng công kích có thể hữu hiệu không? Chính mình có muốn bị tức chết hay không? Thường Thính kiếm cũng không cách nào, mặc dù tu vi của hắn có tiến bộ, nhưng hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng Lăng Hàn. Một khi khai chiến, hai người có khả năng giằng co với nhau. Kể từ đó, tinh cầu này còn tồn tại hay sao? Cho dù được đại đế gia cố quá, như vậy chỉ có thể gánh vác thánh nhân oanh kích, chuẩn đế là khái niệm khác nhau. Trong thời gian ngắn, Thường Thính kiếm không biết nên đánh trả như thế nào. Nhưng chẳng lẽ nhìn ra hỏa phách lối này càn rỡ hay sao? Đế tộc còn mặt mũi nào sống nữa? Hắn là chuẩn đế biết giấu mặt vào đâu? Tứ phương đại đế không cần mặt mũi hay sao? Tốt rồi, ngươi muốn chiến như vậy, vậy thì đến đánh đi. Lăng Hàn thả người bay vào trong tinh không. Mặc dù Thường Thính kiếm không biết Lăng Hàn tại sao muốn nhượng bộ, nhưng mà đây là việc hắn cầu mà không được, đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Hắn vội vàng bay lên không trung. Xem ngươi còn biết xấu hổ, ta tận lực lưu ngươi toàn thây. Hắn từ tốn nói, chỉ bằng ngươi. Lăng Hàn cười nói. Câu nói đầy khinh miệt, nhưng mà Thường Thính kiếm lại, vô lực phản bác. Hắn thật sự không có khả năng chiến thắng Lăng Hàn, huống chi là đánh chết. Ngươi chớ có quên, nơi này còn có một đại đế. Thường Thính kiếm cao ngạo nói, ách, không đánh dấu ngoặc kép hay sao? Lăng Hàn nghi hoặc. Khốn kiếp. Thường Thính kiếm hét lớn một tiếng, hắn xông lên chém giết Lăng Hàn, hắn không thể chịu đựng nổi Lăng Hàn ô nhục phụ thân của mình. Oanh, 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 chuẩn đế phát uy, khủng bố vô biên. Lực lượng đáng sợ sôi trào, tinh cầu gần đó đều sụp đổ, may mắn bọn họ cách tinh cầu của Thường gia đủ xa, nếu không, cho dù khai chiến trong tinh không, kết quả vẫn không thay đổi. Nha, thực lực tiến bộ không nhỏ. Lăng Hàn tiện tay ngăn cản, hắn vừa đánh vừa phê bình. Mặc dù đây là một câu tán thưởng nhưng lại làm cho Thường Thính kiếm tức giận. Đây là khẩu khí gì? Ngươi cho rằng ngươi là trưởng bối của ta sao? Ngươi cho rằng ta hoang phế suốt nhiều năm qua hay sao? Thường Thính kiếm cười lạnh, hắn xuất thủ càng nhanh. Hắn đã bước vào chuẩn đế tam tinh, thức tỉnh thân thể 3 lần. Hắn cũng tiến bộ trong việc nắm giữ quy tắc cửu tinh một mảng lớn, chiến lực kinh người. Hắn cường thế tiến mạnh, đè đánh Lăng Hàn. Nhị tổ uy vũ, nhị tổ bá khí. Bên dưới, người Thường gia thông qua tinh võng nhìn thấy rõ ràng, người nào cũng kích động, hưng phấn kêu to lên. Chiến lực cấp chuẩn đế, cả đời có thể nhìn thấy mấy lần. Huống chi, nhị tổ của bọn họ còn chiếm căn cứ thượng phong tuyệt đối. Cho nên bọn họ càng lúc càng kích động, nhị tổ vô địch, nhị tổ bệnh trĩ. Ngay lúc này, một giọng nói ung dung vang lên, rõ ràng âm thanh không cao nhưng lại vô cùng rõ ràng. Giống như có thể xuyên não. Mẹ nó, là ai đang quấy rối? Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đại hắc cẩu xuất hiện sau lưng của bọn họ, một cái móng vuốt đang gãi quần lót sắt. Gần nhất hơi táo bón, tại sao bệnh trĩ lại phát tác đúng lúc như vậy? Tiện, tiện cẩu. Các bạn đang nghe chuyện thần đạo. Đan tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Thần đạo Đan Tôn chương 5269, chuẩn đế tôi tớ. Hiện tại, Thường Thính Kiếm đang áp chế Lăng Hàn, uy vũ bá khí 10 phần, người người phấn chấn, nhưng một con tiện cẩu lại nói năng lỗ mãng, hoàn toàn phá hủy bầu không khí. Ai có thể nhẫn? Nhưng mà, tiện cẩu này chính là thánh nhân, trời xanh không có mắt. Đại đa số người đều bực bội nhưng không dám nói, cho dù là thất nguyên thánh nhân cũng còn sợ hãi. Tiện cẩu này chuyên môn đá hạ bộ của người khác, ngươi xem, lão tổ tông hiện tại đang che bụng dưới, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhẫn nhịn đã, chỉ cần tiêu diệt Lăng Hàn, như vậy bọn họ có thể tùy ý thu thập tiện cẩu. Lão Hắc, nếu như ánh mắt có thể giết người, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần. Tiểu Thanh Long nói lời châm chọc. Vi, đại hắc cẩu phì một tiếng. Bọn họ đang sùng bái bổn tọa, là con nít không hiểu chuyện. Thấy đại hắc cẩu không biết xấu hổ như vậy, người thường ra suýt nữa muốn liều mạng. Quá ghê tởm. Trong tinh không, Thường Thính Kiếm đang kịch chiến với Lăng Hàn. Đương nhiên, cái gọi là kịch chiến là mọi người đang nhìn. Hắn hiện tại rất sảng khoái, chính mình có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối đè đánh Lăng Hàn, hắn càng tự tin là con của đại đế vô địch. Dù sao Lăng Hàn chỉ là phàm nhân, đã nhiều năm như vậy, hắn đi càng xa trên con đường chuẩn đế, đã tu ra một tia quy tắc cửu tinh. Rốt cục chính thức có được uy thế của chuẩn đế, đã không phải chỉ là người mới đột phá chuẩn đế năm đó. Cho nên, Lăng Hàn không phải là đối thủ của hắn. Lăng Hàn, không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Hắn từ tốn nói. Đáng tiếc là, ngươi đến nhầm địa phương, đây chính là Thường gia. Hắn nói lời này thông qua tinh võng, được mỗi một tên tộc nhân Thường gia nghe được, tất cả đều hưng phấn kích động không nhỏ. Thường gia, vô địch, bọn họ có đại đế tọa trấn, dưới có chuẩn, đế, chỉ cần thiên địa cho phép, lúc nào cũng có thể xuất hiện đại đế thứ hai. Một nhà có hai đại đế, từ xưa đến nay chưa từng có. Bọn họ đều cảm thấy kiêu ngạo vì là người Thường gia, gương mặt của bọn họ đều ửng hồng, có cảm giác kích động khó nói thành lời. Vào lúc này, bọn họ nguyện ý xông pha khói lửa vì gia tộc, có chết cũng không hối hận. À, các ngươi xem, đó là cái gì? Đột nhiên có người kinh hô. Bọn họ thông qua tinh võng nhìn thấy một chấm đen đang nhanh chóng tiếp cận Lăng Hàn cùng Thường Thính Kiếm. Thất Nguyên Thánh Nhân vội vàng tiến hành thao túng, cũng điều chỉnh góc độ của thiên nhãn trên tinh võng, cũng nhìn thẳng vào chấm đen nhỏ kia. Chỉ trong nháy mắt, chấm đen nhỏ đã phóng đại và biến thành thạch đầu nhân to lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc, tại sao lại giết ra một tên thạch đầu nhân? Ngao ngao ngao. Thạch đầu nhân đã giết tới, nó phát ra thần thức chấn động, nó hưng phấn lao tới tấn công. Nó là cảm ứng được nơi này có chiến đấu chấn động mới chạy tới, lúc nhìn thấy Lăng Hàn đang kịch chiến với người khác thì nó không nhịn được. Nó cũng sẽ không để ý thực lực của đối thủ, nếu như Lăng Hàn đều không địch lại, vậy nó đi lên làm gì? Đối với tên to con này, chiến đấu là không cần lý do. Oanh! Nó xuất ra một quyền đánh thẳng vào Thường Thính Kiếm. Mẹ nó! Trong nháy mắt lông tơ của Thường Thính Kiếm dựng đứng, khốn kiếp, đây là quái vật gì thế này? Tại sao lại có chiến lực đáng sợ như thế? Hắn vội vàng thả người né tránh, uy lực một kích này đạt tới cấp bậc chuẩn đế bát tinh. Nếu hắn dám đón đỡ, chết khẳng định không chết, nhưng có lẽ sẽ bị thương, thậm chí trọng thương. Ngao! Thạch đầu nhân hưng phấn xông thẳng về phía Thường Thính Kiếm. Lần này, Thường Thính Kiếm buồn bực. Mẹ nó, ngươi không thấy Lăng Hàn càng gần ngươi hay sao? Vì cái gì ngươi không đánh gần, lại đuổi theo đánh xa? Lại nói ngươi xuất hiện từ nơi nào? Chuẩn đế cũng không phải củ cải trắng, tùy tiện có thể xách ra một cái. Hắn vẫn cảm thấy không hiểu, hắn lại cảm thấy khiếp sợ. Lăng Hàn cũng sững sờ, cười nói, đại thạch, ngươi làm như vậy, ta làm sao trang bức được? Thạch đầu nhân lập tức dừng tay, sau đó dùng tay sờ đầu, tỏ vẻ ngây ngốc. Nhưng trọng lượng của nó thật đáng sợ, cho dù chỉ ma sát với nhau cũng sinh ra sóng xung kích kinh người, cũng làm không gian xung quanh bị nhiễu loạn. Trời ơi! Thường Thính Kiếm lập tức há to mồm. Cái gì? Thạch đầu nhân này là chuẩn đế, thế mà lại cùng một bọn với Lăng Hàn. Hơn nữa, còn rất nghe lời Lăng Hàn. Mẹ nó, mẹ nó. Hắn làm sao tin tưởng? Một thánh nhân lại có thể thu phục sinh linh chuẩn đế. Trong lúc thời gian ngắn, đầu óc của hắn hỗn loạn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, cười nói, tốt rồi, nếu ngươi đã đến, cứ tiếp tục đánh đi. Thạch đầu nhân gào lên, nó lại xông thẳng về phía Thường Thính Kiếm. Việc này càng làm Thường Thính Kiếm im lặng. Ngươi là chó sao,
tại sao nghe lời như vậy? Đường đường chuẩn đế, thế mà còn phải nghe lệnh của người khác, ngươi không có chút xíu tự tôn hay sao? Thế nhưng mà, hắn không còn thời gian suy nghĩ vấn đề này. Thạch đầu nhân giết tới, chiêu chiêu bá đọa mạnh mẽ, thực lực chuẩn đế cửu tinh hiển lộ hết, Thường Thính kiếm ngăn cản cũng khó khăn, hắn nào dám phân tâm. Lăng Hàn nhìn một lúc cũng cảm thấy nhàm chán, hắn hiện tại đã có chiến lực đại đế, chuẩn đế cấp chiến đấu trong mắt hắn không khác gì trò đùa. Nhưng mà, người thường gia ở xa xa lại khiếp sợ. Vừa rồi nhị tổ của bọn họ còn uy phong bát diện, đè ép Lăng Hàn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn bị tảng đá đánh không có lực hoàn thủ, chật vật như thế. Cái này, Lăng Hàn có giúp đỡ mạnh như thế sao? Giới thiệu một chút, nó là Đại Thạch, là tôi tớ của Tiểu Hàn tử nhà ta. Đại Hắc Cẩu am hiểu nhất chính là công kích tinh thần, cũng trang bức thay Lăng Hàn. Cái gì? Trong thường gia, mặc dù thánh nhân ít đến thương cảm nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ nhận định sự thật thạch đầu nhân chính là chuẩn đế. Không thấy nhị tổ đều bị đè đánh sao? Nhưng đường thường chuẩn đế, mang theo một chữ đế, tại sao lại biến thành tôi tớ của người khác, nói gì nghe nấy, đi theo làm tùy tùng, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được? Nhưng mà, sự thật bày ra ở trước mắt, bọn họ không tin cũng phải tin tưởng. Trời ạ, có người có thể thu phục chuẩn đế, cho dù là đại đế cũng có thể làm được hay sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn cũng chỉ là thánh nhân. Chẳng lẽ, đây là thiên mệnh sở quy sao? Trong lúc thời gian ngắn, người thường ra nổi điên. Không có cách, nhị tổ đang bị người ta đánh, mà Lăng Hàn yêu nghiệt vượt qua đại đế. Ghê tởm, Thường Thính kiếm hét lớn một tiếng, cuối cùng hắn lấy ra át chủ bài, đế binh, hàng long chùy. Ông, hắn thức tỉnh đế binh, hàng long chùy tỏa ra hào quang vô tận, đế uy tràn ngập, đây chính là chiến lực cấp đại đế. Bành, chỉ một kích, thạch đầu nhân bị nện bay ra ngoài. Nhưng thể phách của nó quá mạnh mẽ, cho dù bị đế binh đánh chính diện cũng chỉ rơi vào cục đá nhỏ. Lần này, cho dù là Thường Thính kiếm cũng sợ ngây người. Ngươi là thân thể gì? Quá biến thái. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5270, ngươi thành tựu đại đế rồi. Bành, thạch đầu nhân bị oanh kích liên tục, hắn bị Thường Thính kiếm đánh lui trở về nhiều lần. Chuẩn đế muốn ngạnh kháng chính diện với đế binh, phải làm như thế nào mới có khả năng vượt qua? Nếu không phải thạch đầu nhân thể phách cường hoành đến không tưởng tượng nổi, nó đã sớm bị đánh thành cặn bã. Nhưng thể phách của thạch đầu nhân còn mạnh hơn cả khô lâu thánh binh, đế binh cũng chỉ có thể ngăn cản, muốn oanh sát, độ khó quá cao. Thường Thính kiếm im lặng, hắn cũng là chuẩn đế, trong tay cầm đế binh, thế mà không làm gì được. Một tên chuẩn đế khác, phải biết thạch đầu nhân đối kháng chính diện với hắn cũng không phải đánh du kích. Cho nên, Thường Thính kiếm cảm thấy lòng tin bị đả kích lớn. Trên đời này, thì ra vẫn còn tồn tại biến thái như vậy. Dù sao hắn cũng là con ruột của đại đế, tâm tính đương nhiên hơn người, sau khi chán trường một lúc sẽ tỉnh táo lại. Giết không được thạch đầu nhân, nhưng Lăng Hàn thì sao? Lăng Hàn cũng có thể phách biến thái như vậy sao? Dù Lăng Hàn cũng có đế binh, nhưng hắn chỉ là thánh nhân, làm sao có thể làm cho đế binh bảo trì trạng thái thức tỉnh liên tục được? Cho dù là như thế, đế binh đấu đế binh, hắn vẫn có thể áp chế Lăng Hàn. Chỉ cần bắt lấy Lăng Hàn, tất cả đều không thành vấn đề. Giết! Hắn đã quyết định chủ ý, lập tức không còn do dự, hắn lập tức lao về phía Lăng Hàn. Đế binh mở đường, hắn không đâu địch nổi. Nhị tổ! Bên dưới, người thường gia nhìn thấy, ai cũng hưng phấn. Chỉ cần giết Lăng Hàn, thạch đầu nhân mạnh hơn cũng là tồn tại vô chủ, còn không bị thường gia gặm chết sao. Lại nói, nếu thật chọc giận thường gia, bọn họ còn có một đại đế đấy. Tiêu diệt Lăng Hàn, giết! Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long nhìn nhau, cả hai đều cười cợt. Các ngươi tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Oanh, Thường Thính kiếm đã cầm chùy lao về phía Lăng Hàn. Chuẩn đế cộng thêm đế binh, uy lực sẽ khủng bố cỡ nào? Bành! Chỉ thấy Lăng Hàn vung tay lên, Thường Thính kiếm và đế binh bị đánh bay ra ngoài. Trời ơi! Trong thời gian ngắn, người thường gia cảm thấy đầu óc mơ hồ. Cái gì? Tình huống như thế nào? Hả? Không đúng. Đây chính là nhị tổ, trước đó còn đè đánh Lăng Hàn không có lực hoàn thủ, tại sao chỉ trong nháy mắt,
hắn và đế binh bị đánh bay ra xa. Đây là nằm mơ hay mắt của bọn họ xảy ra vấn đề? Đúng, chắc chắn là ảo giác. Nhưng nhìn lại vẫn như thế, Thương Thính Kiếm bị đánh bay, bành bành bành, hắn đụng nát một tinh thể nhưng vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt của bọn họ sẽ nhìn lầm, nhưng tinh võng sẽ không. Đây là tinh võng trực tiếp, tại sao có thể bị ảo thuật ảnh hưởng? Trời ơi, người thường ra đều muốn ôm đầu kinh hô, cái gì thế này? Chỉ là thánh nhân lại có thể đánh bay chuẩn đế và đế binh, còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Cạc cạc cạc, chấn kinh không? Đại Hắc Cẩu cười quái dị. Đây chính là tiểu đệ của Cẩu gia, tiểu đệ đã lợi hại như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng Cẩu gia lợi hại đến mức nào. Cơ hội khó được, nó là gia hỏa thích trang bức. Không có ai để ý tới nó, người thường gia nhận xung kích quá mạnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong tinh không, Lăng Hàn không tiếp tục xuất thủ, nhưng Thạch Đầu Nhân lại đuổi theo. Lúc này, Thương Thính Kiếm đã nằm ở trạng thái nửa hôn mê. Đế binh chỉ đạt cấp thứ 8, nhưng Lăng Hàn đã có thực lực cấp thứ 7, ngươi dùng chiến lực cấp thứ 8 đấu cấp thứ 7, quá ngây thơ. Dưới tinh võng quan sát, chỉ thấy Thạch Đầu Nhân giơ chân đạp vào hạ bộ của Thường Thính Kiếm. Cho dù cách xa xôi như thế, tất cả mọi người không tự chủ kẹp hai chân lại. Đây chính là chuẩn đế, cú đá này mang theo lực lượng đáng sợ cỡ nào. Cho dù là mặt trời cũng bị đá nát. À, Thường Thính Kiếm bị đau tỉnh lại, chỉ thấy một bàn chân to lớn đá vào hạ bộ của hắn. Trứng bể nát. Hắn, đường đường chuẩn đế, con của đại đế, thế mà bị người ta đá bể trứng. Thường Thính Kiếm điên rồi, hắn cầm Hàng Long chùy tấn công Thạch Đầu Nhân như điên. Đại Hắc Cẩu thì thào, a, à, đại thạch học trộm tuyệt chiêu của ta. Nó tràn đầy hâm mộ, mặc dù mình đá bể trứng của thánh nhân cửu tinh, nó đã sáng tạo ra ghi chép, nhưng mà Thạch Đầu Nhân đá bể trứng của chuẩn đế, ghi chép của nó đã bị phá. Ai, nó phải mạnh lên, cũng mặc đồ lót mẫu kim, đá bể trứng của đại đế. Tiểu Thanh Long cảm thấy khóe miệng co giật, ngươi vẫn mặc sắt đồ lót, kỳ thật chính là vì phòng ngừa bị người. Ta đá bể trứng sao? Ngươi có thủ oán gì với trứng sao? Cần thiết hay không? Thường Thính Kiếm vừa tỉnh tới, tình huống đã khác biệt. Dù bị đá bể trứng cũng chỉ bị thương nhẹ, dù sao tay cầm đế binh, hắn vẫn yếu thế nhưng cũng có thể áp chế Thạch Đầu Nhân. Hắn cất bước đi tới khoảng cách ngàn dặm trước mặt Lăng Hàn. Ngươi, ngươi thành tựu đại đế. Hắn dùng giọng điệu sợ hãi nói ra. Nếu không, tại sao hắn và đế binh bị đánh bay xa như thế? Đế, vô địch. Cái gì? Nghe nói như thế, người thường ra bên dưới chấn kinh đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Trước đó mặc dù nhìn thấy nhị tổ bị đánh bay, nhưng bọn họ vẫn không muốn tin đây là sự thật. Ha ha, tại sao có thể chứ? Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tân đế. Thế nhưng mà, nhị tổ đã nói như vậy, còn có thể giả hay sao? Lăng Hàn lắc đầu, nếu như ta thành đế, ta một tay cũng có thể đánh lão tử của ngươi thành thịt vụn. Chuẩn, chuẩn đế. Thường Thính Kiếm cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hắn cũng không có ý kiến khi Lăng Hàn khinh thường phụ thân mình. Hắn rất giật mình, Lăng Hàn cũng như hắn, đã là chuẩn đế, nhưng tại sao có chuẩn đế châu bò tới mức này? Một bàn tay đánh bay đế binh, đây chính là chiến lực đại đế. Cùng là chuẩn đế, vì cái gì ngươi lại ưu tú như vậy? Không sai, Lăng Hàn gật đầu. Nhận được Lăng Hàn khẳng định đáp án, sắc mặt của Thường Thính Kiếm càng khó coi. Thật, Lăng Hàn chỉ là chuẩn đế. Trên đời này, lại có chuẩn đế cường đại như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó Lăng Hàn đã từng nói mình là đại đế mạnh nhất lịch sử. Nếu như Lăng Hàn thành đế, thật có khả năng đạt được danh hiệu này. Trong nháy mắt, sát khí của hắn rực cháy, tuyệt đối không thể để Lăng Hàn bước ra một bước cuối cùng, nếu không, có ai là đối thủ của Lăng Hàn. Hắn phát ra thần niệm, bắt đầu thức tỉnh phụ thân của mình. Tứ phương đại đế quanh năm ngủ say, đây là bảo trì thực lực, nếu không, mỗi khi hắn hành tẩu trên thế gian, thực lực của hắn sẽ trôi qua một chút. Nhưng bây giờ, vì đánh giết Lăng Hàn, hắn không thể không thức tỉnh tứ phương đại đế. Oanh, lập tức, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, đế uy vô tận tỏa ra, đại đế xuất thế, đại đế, đế tổ. Trong thời gian ngắn, người thường gia vô cùng kích động, trong nháy mắt đã khôi phục tự tin. Lăng Hàn ngươi mạnh hơn nữa thì thế nào, có thể trở thành đối thủ của đại đế hay sao? Thường gia bọn họ chính là đế tộc. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Thần đạo Đan Tôn chương 5271, Đại đế trạng thái mạnh nhất. Tứ phương đại đế xuất thế, nhưng toàn thân của hắn bao phủ trong sương mù màu xám, căn bản không thấy rõ dáng dấp. Lăng Hàn cũng không cần thấy rõ, hắn biết rõ, đối phương là Thây Khô. Mặc cho ngươi khi còn sống anh tuấn bất phàm, uy vũ hùng tráng, chỉ khi nào thành Thây Khô, có ai nhìn nhiều. Quả nhiên, ngươi thành phiền toái lớn nhất của chúng ta. Tứ phương đại đế nói, giọng nói như sấm sét. Lăng Hàn đứng chắp tay, thản nhiên nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, những đại đế các ngươi chờ đợi ức vạn năm chỉ là công dã tràng, là bị người khác đùa giỡn, không biết ngươi có tin hay là không. Ha ha, ngươi cho rằng, bản đế sẽ tin sao? Tứ phương đại đế từ tốn nói, quả là thế. Lăng Hàn liền biết, muốn cho những đại đế này tin tưởng để dương gian âm phủ hóa sẽ biến thành hủy diệt, đừng nói trường sinh, có thể làm tu vi tiến thêm một bước cũng khó khăn. Chỉ khi nào những đại đế này tin tưởng, lại trải qua ức vạn năm mưu đồ, còn muốn bọn họ cải biến suy nghĩ còn khó hơn lên trời. Đại đế không có chủ kiến sao? Chẳng những có, hơn nữa còn vô cùng cố chấp. Cho nên, một khi bọn họ nhận định, có chín chân long cũng kéo không quay đầu lại. Lăng Hàn cười nói, ta chỉ thuận miệng nói, cũng không bảo. Các ngươi tin tưởng. Ha ha, ta còn thực sự có chút mâu thuẫn. Một phương diện, ta rất muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của các ngươi, nhưng một phương diện khác, ta lại không thể nhìn các ngươi hủy thế giới này. Chỉ bằng ngươi, tứ phương đại đế nói, mặc dù ngữ khí bình thường nhưng mang theo xem thường. Chỉ bằng ngươi, đủ tư cách sao? Nhưng hắn là đại đế, mà bọn họ có tới 12 vị đại đế. Lăng Hàn gật đầu, chỉ bằng ta. Câu nói này, hắn nói năng khí phách, hào khí ngập trời. Mặc dù người thường ra khó chịu Lăng Hàn, nhưng đối mặt với lời này, bọn họ cũng phải bội phục. Đáng tiếc, chú định là địch, ngươi chỉ có chết. Nếu ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy thì ta tiễn ngươi lên đường. Tứ phương đại đế xuất thủ, chỉ thấy trong sương mù xám xuất hiện một bàn tay bắt lấy Lăng Hàn. Cút! Lăng Hàn quát một tiếng, bành, bàn tay vỡ nát. Cái gì? Người thường ra khiếp sợ, có mấy người tay chân lạnh buốt, trực tiếp hôn mê tại chỗ. Đại đế xuất thủ, thế mà cũng vô công. Cái này, ngươi mới là chuẩn đế, thật sự nghịch thiên hay sao? Tứ phương đại đế cũng không nghĩ tới, người có thể thành đại đế, có người nào không phải thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng hắn thời điểm chuẩn đế cũng có chiến lực như vậy. Cho nên, hắn cũng phải chấn kinh, cũng không dám tin. Uy lực của chuẩn đế có thể cường đại đến thế. Nếu Lăng Hàn trở thành đại đế, cho dù là 12 đế bọn họ tiến thêm một bước, thu được vĩnh sinh chân chính, bọn họ dùng toàn lực cũng có thể ngăn cản tên biến thái này. Lúc này, tứ phương đại đế không đưa ra phán đoán. Dù sao, cấp thứ tư mạnh bao nhiêu, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Tứ phương đại đế xuất thủ lần nữa, người có thể thành đại đế đều có ngạo khí vô song. Oanh, oanh, oanh. Từng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, nhưng Lăng Hàn chỉ chắp tay sau lưng, hắn hoàn toàn không có để trong lòng, chỉ cần mở miệng quát lên một tiếng, một bàn tay sẽ tự động vỡ nát. Nhìn đến đây, mọi người không thể, không thừa nhận, Lăng Hàn thật sự nắm giữ chiến lực chuẩn đế. Yên tâm, đế tổ còn không có toàn lực ứng phó. Có người trấn an nói, đúng, đây không phải thực lực chân chính của đế tổ. Tất cả mọi người đều gật đầu, Lăng Hàn thét dài một tiếng, phát động phản kích. Tứ phương, ngươi chỉ có chút thực lực này. Lăng Hàn cười nói, cường thế đánh tới, một quyền mang theo 99 đạo quy tắc bát tinh, sau đó bị một tia quy tắc cửu tinh dung hợp. Ban đầu, quy tắc bát tinh không thể ngang hàng với đại đế, nhưng bị một tia quy tắc cửu tinh dung hợp sẽ có hiệu quả khác nhau. Bành! Lăng Hàn đấu với tứ phương đại đế không phân cao thấp. Đối kháng chính diện, chuẩn đế hoàn toàn không thua đại đế. Trời ạ! Tất cả mọi người ôm đầu, dù biết rõ đây cũng không phải là trạng thái mạnh nhất của tứ phương đại đế nhưng bọn họ cũng phải khiếp sợ. Oanh! 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 Hai chiến lực đại đế liều mạng, căn bản không cần đế thuật, bởi vì bọn họ chính là đế, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tỏa ra uy năng đại đế. Chiến đấu như thế, dù là chuẩn đế cũng không có tư cách tiếp cận, thiên nhãn phải nhìn từ thật xa, sợ bị chiến đấu lan đến gần, bằng không nó cũng bị đánh nổ. Mọi người tự nhiên nhìn không rõ ràng, thậm chí không thể nhìn thấy bóng người, chỉ có thể thông qua từng tinh cầu nổ tung mà phán đoán chiến đấu. Ngươi đúng là bất phàm. Tứ phương đại đế nói từ đáy lòng, không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này thật sự là yêu nghiệt, chỉ là chuẩn đế đã có thể ngang hàng đại đế.
Mặc dù hắn không phải trạng thái mạnh nhất, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn thăng cấp chiến lực lên lần nữa. Năng lượng hủy diệt, đại đạo quang, oanh, hai tấm át chủ bài đồng thời dùng ra, đại đế cũng không dám đón đỡ. Bởi vì sẽ bị trọng thương, thậm chí bị oanh sát. Tứ phương đại đế lui, Lăng Hàn từng bước ép sát, phượng dực thiên tường lướt qua, tốc độ của hắn còn nhanh hơn đại đế một tia. Dù chỉ một tia cũng đầy, đủ, mang ý nghĩa tứ phương đại đế không có khả năng chạy trốn được. Cái gì? Bởi vì bắt đầu truy đuổi lẫn nhau, thiên nhãn không thể nhìn rõ ràng. Mặc dù tốc độ của đại đế nhanh nhưng thương gia bố trí thiên nhãn khắp vũ trụ luôn có thể thỉnh thoảng bắt được hình ảnh. Lúc hình ảnh truyền về thường gia, mỗi một người thường gia đều ảm đạm. Đế tổ, thế mà không địch lại Lăng Hàn. Trời ạ! Trên thực tế, tứ phương đại đế chỉ tạm tránh mũi nhọn, cũng không có thua. Nhưng mà, đường đường đại đế bị một tên chuẩn đế ép chạy, việc này có khiếp sợ toàn bộ vũ trụ hay không? Oanh! 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 Lăng Hàn vận dụng năng lượng hủy diệt. Trong một quyền của hắn, sóng xung kích hắc ám có thể hủy diệt cực mạnh, tứ phương đại đế chỉ có thể tránh né. Tứ phương đại đế cố thoát khỏi Lăng Hàn, kéo dài khoảng cách và phát động oanh kích. Nhưng mà, chiến lực của hắn hiện tại tương đương với Lăng Hàn, lại thêm kiêng kỵ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hắn làm sao có thể trở thành đối thủ của Lăng Hàn? Hắn chật vật không chịu nổi, mệt mỏi trốn tránh. Đây chính là một đại đế. Tứ phương đại đế đã nổi giận. Đế uy, không thể khinh nhờn. Oanh, sương mù quấn quanh hắn biến mất, hiện ra một bộ thân thể khô héo. Trong nháy mắt tiếp theo, cỗ thân thể này như được rót nước vào, thân thể trở nên đầy đặn. Một nam tử trung niên hào hoa phong nhã xuất hiện trước mặt Lăng Hàn, có một cảm giác bá khí không cách nào hình dung, giống như chỉ cần hắn nhíu mày cũng có thể làm toàn bộ tinh không sụp đổ. Đây mới thật sự là tứ phương đại đế. Oanh! Tứ phương đại đế đánh ra một quyền giống như toàn bộ tinh cầu trong tinh không tập trung vào một quyền này, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Cấp thứ 5. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 5272, Đại Đế chạy trốn. Trừ Đại Đế trong vực sâu nguyên thủy không nói, chiến lực cấp thứ 5 chính là lực lượng mạnh nhất. Ở bên ngoài, Đại Đế cũng chỉ có thể tu đến quy tắc cửu tinh viên mãn, đây là thiên địa hạn chế. Muốn đột phá cấp thứ 4, như vậy chỉ có thể tiến vào vực sâu nguyên thủy, nắm giữ một loại như sinh mệnh, tử vong, sáng tạo, hủy diệt trong 4 yếu tố. Nhưng mà, hiện tại đại đế trong vực sâu nguyên thủy đã qua thọ nguyên cực hạn từ lâu. Toàn bộ nhờ yếu tố sinh mệnh nơi đó mới lấy tiếp tục sống sót, căn bản không có khả năng rời khỏi vực sâu nguyên thủy. Cho nên nói, chiến lực mạnh nhất bên ngoài chính là cấp thứ 5. Oanh, một quyền này đánh tới, bá khí vô song. Lăng Hàn không chút do dự, hắn xoay người rời đi. Xèo, hắn lập tức quay về tổ tinh thường gia, cũng mang theo đại hắc cẩu, tiểu thanh long và thạch đầu nhân trong tinh không, sau đó dưới chân tỏa ra kim quang đại đạo và rời đi. Ta không đánh. Tứ phương đại đế giận dữ, hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngươi lại chạy. Như vậy sao được? Trong nháy mắt hắn hiểu ra sách lược của Lăng Hàn, đối phương cố ý ép hắn dùng trạng thái mạnh nhất, sau đó hắn không thể làm gì. Phải biết, dương gian hiện tại đã gần như bị âm phủ hóa, hắn không thể hấp thu sinh mệnh tinh khí, một khi thoát ra khỏi trạng thái này, chiến lực của hắn sẽ rơi xuống đến mức nào? Cho dù hắn có thể hao tổn một lần, liên tục mấy lần tiến vào trạng thái mạnh nhất, hắn vẫn ăn không tiêu. Một khi số lần biến thân tiêu hao sạch sẽ, như vậy hắn tính là cái gì? Tứ phương đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn. Hắn đã trả cái giá lớn như vậy, hắn nhất định phải chém giết Lăng Hàn mới được. Nhưng mà, mặc dù hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất, tốc độ có tăng lên, nhưng chỉ một tia mà thôi, so ra còn kém Lăng Hàn không biết bao nhiêu lần. Hắn đuổi không kịp Lăng Hàn cũng không thể bỏ rơi hắn. Hai chiến lực đại đế xuyên thẳng qua tinh không, vũ trụ lớn như thế, trong mắt bọn họ lại biến thành nhỏ bé. Đến đầu biên giới bên kia chỉ mất thời gian nửa giờ. Trong truy kích như thế, tứ phương đại đế cũng thông báo các đại đế khác tiến hành hợp kích cũng khó có khả năng. Căn bản không thể xác định được vị trí. Cứ như vậy, tứ phương đại đế truy kích 3 ngày, hắn không thể không từ bỏ. Hắn sắp đạt tới cực hạn, hắn không thể tiếp tục bảo trì trạng thái như thế. Lăng Hàn cũng không có truy kích, hắn tìm tinh cầu ngồi xuống khôi phục. Dù sao,
hắn bị một đại đế truy sát, trong quá trình này cũng có giao thủ vài lần, hắn nhận lấy xung kích cực lớn. Sau khi nghỉ ngơi thật tốt, Lăng Hàn lại đi tới tổ tinh thường ra lần nữa. A, à, hắn phát hiện, nơi này biến thành tử tinh. Khắp nơi đều là thây khô, tất cả đều bị hấp thu sinh mệnh tinh khí. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy thi thể đám người Thường Thính Kiếm, Thường Vũ. Hắn hiểu ra. Sau khi tứ phương đại đế trở về, vì bảo trì sức sống, hắn không thể không thôn phệ sinh mệnh trên tinh cầu này. Đương nhiên, tộc nhân trọng yếu của Thường gia đều may mắn thoát khỏi. Sau khi khôi phục một chút, tứ phương đại đế đã mang theo tộc nhân rời đi, dứt khoát từ bỏ tổ tinh này. Không có cách, hắn sợ Lăng Hàn ngóc đầu trở lại. Chỉ cần bị Lăng Hàn ép tiến vào trạng thái mạnh nhất vài lần, chờ đợi hắn chính là tử vong. Người có thể thành đại đế, đương nhiên quả quyết. Lăng Hàn cảm thấy thất vọng, hắn thật sự muốn mài chết tứ phương đại đế nhưng người ta không ngóc. Tiểu Hàn tử, ngươi làm cho một đại đế chạy trốn, phần chiến tích này quả thật vang động vạn cổ, trói lọi muôn đời, cho nên sau này đừng có cao có, bằng không cẩu gia sẽ cảm thấy ngươi trang bức quá độ. Đại Hắc Cẩu nói, ách, tốt, Lăng Hàn khôi phục tinh thần, chúng ta đi xét nhà. Nghe nói như thế, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều hưng phấn. Thường gia nắm giữ tinh võng, tích lũy ức vạn năm sẽ được bao nhiêu tài phú, giàu nhất vũ trụ, trừ Thường gia ra không còn ai khác. Ba người kích thích phấn khởi dò xét khắp nơi, bởi vì thời gian quá ngắn, Thường gia cũng không mang đi bao nhiêu thứ, vẫn lưu lại tài sản khổng lồ cho đám người Lăng Hàn. Tiên dược, bảo liệu, nhiều vô số kể. Điều này cũng làm Đại Hắc Cẩu cảm thán, nếu có thể đến sớm một chút, không cho Thường gia mang đi một chút đồ đạc nào, khi đó sẽ nhiều đến bao nhiêu. Lăng Hàn cũng lười xem xét từ từ, trực tiếp thu tổ tinh Thường gia vào trong cơ thể, sau đó quay về tứ nguyên tinh. Đương nhiên hắn cũng không thả tứ nguyên tinh gần tổ tinh Thường gia, mà là cách một vị trí khá xa, tránh hai tinh cầu va chạm tạo thành thương vong lớn. Nữ hoàng ra đón, sau khi biết được chiến tích của Lăng Hàn, tất cả đều kích thích. Đại đế đấy, vô địch một thời đại, hiện tại thế nào? Lại bị Lăng Hàn ép không thể không mang người nhà đi, ngay cả tổ địa cũng bỏ lại. Đương nhiên, đó là bởi vì tứ phương đại đế cũng không phải là đại đế bình thường, nếu không hắn dựa vào thực lực cấp thứ 5, Lăng Hàn cũng không có tư cách ngang hàng. Lăng Hàn lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất đơn giản, tìm tổ tinh của một đại đế sa đọa, buộc hắn hiện thân đánh một trận chiến, làm cho đối phương tiến vào trạng thái mạnh nhất. Ba phen mấy bận sẽ làm tên đại đế không chết cũng tàn, còn thế nào nguy hại thiên hạ hay sao? Không có cách, ta hiện tại chỉ là chuẩn đế ngũ tinh, chỉ có thể như thế. Lăng Hàn thở dài, mọi người khinh thường hắn, trang bức quá độ. Nhưng mà, khi Lăng Hàn xuất kích, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, hắn phát hiện các đế tộc đã từ bỏ tổ tinh. Còn tổ địa đế tộc sa đọa bị phát hiện, tất cả đều làm tráng sĩ chặt tay, từ bỏ nơi này. Lần này, Lăng Hàn cũng không có cách nào. Hắn nghĩ tìm một tinh cầu sinh mệnh trong vũ trụ đơn giản, dù sao hiện tại dương gian âm phủ hóa, tinh cầu có sinh mệnh chẳng khác gì mặt trời chói mắt. Nhưng mà, nếu muốn tìm một nơi đặc biệt cho sinh linh ở lại, Lăng Hàn không tìm được. Đại đế dù sao cũng là đại đế, bọn họ đã tìm ra đối sách. Ta không để ý tới ngươi, trực tiếp chờ dương gian sụp đổ, bọn họ sẽ cướp một đường cơ duyên thành đại đế, chẳng những thu được vĩnh sinh, thực lực sẽ tăng thêm một bước. Đến lúc đó, Lăng Hàn tính là cái gì? Người có thể thành đại đế, chẳng lẽ không có chút nhẫn nại hay sao? Đã như vậy, Lăng Hàn dứt khoát từ bỏ dự định tìm tổ tinh của tuyệt địa chi chủ. Đại đế một lòng ẩn nấp, hắn có thể tìm được hay sao? Hắn nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, bắt đầu góp chút sức mọn, thức tỉnh dương gian. Hắn đến nơi nào, âm hồn nơi đó giải tán, dễ dàng thức tỉnh tinh cầu, mặt trời lại bốc cháy. Nhưng muốn tinh cầu khôi phục sinh cơ, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Dù sao, hủy diệt dễ dàng, kiến thiết khó, có biện pháp. Bao quát đám người đinh thụ, bọn họ cũng kéo nguyên thế giới ra khỏi cơ thể, trong đó có bao nhiêu sinh mệnh. Chỉ cần những sinh mệnh này tu hành tới thông mạch cảnh, hoàn toàn có thể đi tới những tinh cầu này, sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên, nhân khẩu hoàn toàn không thiếu. Trong tình huống thiên hạ thái bình, đoán chừng mấy vạn năm sau sẽ khôi phục sinh cơ trên tinh cầu. Mấu chốt là, bọn họ có nhiều thời gian như vậy hay sao? Các bạn vừa nghe xong tập 526 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.